xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ Cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay mình sẽ làm thêm một cái video tiếng Anh nữa nha. 5 chữ rất là dễ, rất là basic. Và vấn đề liền nha, 5 chữ hôm nay của mình, chữ đầu tiên là candle, C-A-N-D-L-E, candle. Candle có nghĩa là cái nến, ngọn nến hay là đèn cầy đó, là candle. Chữ tiếp theo là car, C-A-R, C-A-R, car, có nghĩa là chiếc xe. Card, C-A-R-D, giống như chữ chiếc xe nhưng mà thêm chữ D ở đằng sau nữa, C-A-R-D, card. Card có nghĩa là một cái thẻ hoặc là một cái tấm thiệp. Nói chung là cái gì mà nó cứng á. Chữ tiếp theo là case, C-A-S-E. C-A-S-E là case. Case có thể là mình ví dụ mình mua một cái case nước. Nước nó bán một cái kết nước vậy nè. Hay là một cái case beer, là beer khi mà mình mua nó bán một cái 6 lon hay 6 chai vậy đó. Cái đó gọi là một case. Hoặc là case có thể là một trường hợp. Ví dụ như là ra tòa thì sẽ có nhiều cái case khác nhau. Chữ tiếp theo của mình rất là dễ, chắc ai cũng biết, đó là chữ cat. Cat, cat là con mèo, C-A-T, cat. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại từng chữ một và đặt câu nha. Chữ đầu tiên là candle, C-A-N-D-L-E, candle có nghĩa là ngọn nến, nến, cây đèn cầy. I bought a candle for my sister's birthday. I bought a candle for my sister's birthday, có nghĩa là tôi mua một cây nến, tôi mua một cái đèn cầy cho chị của tôi, cho sinh nhật của chị của tôi, là candle. Chữ tiếp theo là car. Car thì là chiếc xe, rất là dễ. I have a car, tôi có một chiếc xe. My sister has two cars, chị của tôi có hai chiếc xe. Và khi mà mình nếu mà mình làm nó thành số nhiều thì mình phải bỏ thêm chữ s ở đằng sau. Mình có thể nói là he has a really nice car, là cái anh có một chiếc xe rất là đẹp. He has a really nice car. Chữ tiếp theo của mình là card. Card á, hồi nãy cô bạn nhỏ nói là nó có thể là một tấm thiệp, ví dụ như là thiệp Noel, thiệp sinh nhật, thiệp gì đó, nói chung là một tấm thiệp vậy nè, mình ghi vào trong đó thì là cái tấm đó cũng gọi là, cái đó gọi là card, là một cái card. Hoặc là cái credit card, cái thẻ tín dụng của mình á, thì cái nhỏ nhỏ như vậy nên mình ra ngoài nhà bank á, ngân hàng mình lấy tiền thì cái đó cũng gọi là card, credit card. Để coi bây giờ mình đặt câu ha. I gave a card to my sister for her birthday. tôi tặng cho chị của tôi một cái tấm thiệp trong ngày sinh nhật. I gave a card to my sister for her birthday, có nghĩa là tôi tặng cho chị của tôi cái một cái thiệp trong ngày sinh nhật ha. Chị tiếp theo là case. Hồi nãy cô bạn nhỏ nói rồi, nó case là một cái kết nước hay là một cái kết bia, nói chung là một kết. I bought a case of water, là tôi mua một két nước. Một két nước bên này thường là 24 chai. I bought a case of water. I bought a case of water. Rồi, cat. Cat là con mèo. Con mèo dễ lắm, để mình đặt câu gì dễ dễ nè. Một câu dễ mà là sự thật luôn là I don't like cats. Cô bạn nhỏ không thích mèo. I don't like cats. Khi mà mình nói tôi không thích mèo có nghĩa là mình nói số nhiều, chứ không phải là tôi không thích một con mèo. Cho nên mình nói tôi không thích mèo là mình phải thêm chữ S vào trong đó, tại vì nó là số nhiều nha. I don't like cats. Hoặc là mình có thể nói my mom has a cat, mẹ của tôi có con mèo. Rồi, 5 chữ hôm nay của mình rất là dễ. Mong là mọi người học được 5 chữ mới. Không thì những bạn mà đã biết những chữ này rồi thì review lại, coi như ôn lại ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô ba nhỏ. Hẹn gặp mọi người trong video lần sau nha. Bye bye.